Thoạt nghe tới mấy tiếng vua Diêm La, hẳn là mọi người ai nấy đều có cảm giác sợ sợ. Diêm La là phiên âm từ chữ Yama của tiếng Ấn Độ. Vua Diêm La là vị vua cai quản loài quỷ. Chúng ta thường nghe nói tới thập điện Diêm La, tức là 10 vị vua cai quản 10 điện ở địa ngục. Tuy nhiên, theo văn nghĩa của bản kinh này thì ở đây không phải chỉ đề cập đến thập điện Diêm La của Nam Thiệm Bộ Châu, mà là bao gồm hết thảy vua Diêm La trên toàn vũ trụ. Mỗi thế giới đều có vua Diêm La, do đó có đến vô lượng vô biên vị vua Diêm La vô cùng đông đảo. Có những vị vua Diêm La đến từ các thế giới khác như mặt trăng, các vị tinh tú. Và cũng có những vị đến từ các núi Thiết Vi của những nơi khác. Nói tóm lại, ở đâu có con người thì ở đó có vua Diêm La, nơi nào không có con người thì nơi ấy không có vua Diêm La. Vì sao? Bởi vì nếu không có loài người thì sẽ không có loài quỷ, mà không có quỷ thì cũng không có Phật, và đó chính là vô Phật thế giới không có Phật. Mà vì là thế giới không có Phật cho nên cũng không có vua Diêm La. Do đó chủ yếu là ở con người, nếu không có con người thì cái gì cũng không hiện hữu cả. Trong thế giới này, con người chi phối mọi thứ, tạo dựng ra mọi thứ, có nhu cầu về mọi thứ và sử dụng mọi thứ. Tất cả đều do con người mà ra. Nếu không có con người thì thế giới này sẽ không có Phật, không có Bồ Tát và cũng chẳng có ngạ quỷ, chẳng có địa ngục, chẳng có súc sanh, hoàn toàn không có gì cả. Cho nên tất cả đều do con người mà ra, vì con người mà có. Thế thì con người là do cái gì tạo thành? Con người là do tâm tạo thành. Tâm không chỉ tạo ra con người mà còn có thể tạo ra mọi thứ, thiên đường ngạ quỷ, thiên đường địa ngục, ngạ quỷ súc sanh. Vì thế mà nói rằng 10 pháp giới đều do tâm tạo thành. Song tâm tạo ra 10 pháp giới thì tâm cũng có thể hủy diệt 10 pháp giới. Trong Kinh Hoa Nghiêm có chép, nếu ai muốn rõ biết tất cả Phật ba đời nên quán tánh pháp giới hết thảy do tâm tạo. Nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Tất cả đều do cái tâm này tạo thành. Trong tâm của chúng ta có rất nhiều tạp niệm, những tạp niệm này thì nhiều như sóng nước và được biểu hiện nơi sơn hà đại địa trên thế giới. Mọi thứ đều do tâm vọng tưởng của con người tạo ra. Cái tâm vọng tưởng ấy vốn nhiều như bụi bặm, và chính vì trong thâm tâm chúng ta có vọng tưởng cho nên bên ngoài mới có nhiều bụi bặm. Nếu vọng tưởng bên trong không còn thì bụi bặm bên ngoài cũng chẳng hiện hữu, và ngay cả lân hư trần cũng chẳng tồn tại. Phàm hễ nơi nào có con người thì nơi đó cũng sẽ có quỷ, có Phật, và do đó có sự hiện diện của các vua Diêm La. Theo bản Hán văn, phẩm này có tựa đề là Diêm La Vương Chúng Tán Thán. Trong đó chữ chúng là ám chỉ quyến thuộc của các vua Diêm La. Lúc bấy giờ trong pháp hội không phải chỉ có các vua Diêm La mà luôn cả bà con thân thuộc của họ cũng đều hiện diện, và hết thảy đều đồng lòng khen ngợi. Các vua Diêm La cùng quyến thuộc của họ khen ngợi việc gì? Họ khen ngợi đại oai thần lực trí huệ bất khả tư nghi, cảnh giới bất khả tư nghi của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Và đây là phẩm thứ 8 của bản kinh này. Kinh văn: Lúc đó trong dãy núi Thiết Vi có vô lượng quỷ vương cùng với thiên tử Diêm La đồng lên cùng trời đao lợi đến chỗ của Đức Phật. Đó là quỷ vương ác độc, quỷ vương đã, quỷ vương đại tranh, quỷ vương bạch hổ, quỷ vương huyết hổ, quỷ vương xích hổ, quỷ vương tán ương, quỷ vương phi thân, quỷ vương điển quang, quỷ vương lang nha, quỷ vương thiên nhãn, quỷ vương đạm thú, quỷ vương phụ thạch, quỷ vương chủ hào, quỷ vương chủ họa, quỷ vương chủ thực, quỷ vương chủ tài, quỷ vương chủ xúc, quỷ vương chủ cầm, quỷ vương chủ thú, quỷ vương chủ mị, quỷ vương chủ sản, quỷ vương chủ mạng, quỷ vương chủ tật, quỷ vương chủ hiểm, quỷ vương tam mục, quỷ vương tứ mục, quỷ vương ngũ mục, kỳ lợi thất vương, đại kỳ lợi thất vương, kỳ lợi xoa vương, đại kỳ lợi xoa vương, anacha vương, đại anacha vương, những vị đại quỷ vương như thế. Mỗi vị cùng với trăm ngàn tiểu quỷ vương toàn cư ngụ ở cõi Diêm Phù Đề, ai nấy đều có chức trách, đều có phần trụ trì riêng. Lược giảng: Lúc đó trong dãy núi núi Thiết Vi có vô lượng quỷ vương cùng với thiên tử Diêm La. Trong biển Hoa Tạng thế giới, nơi nhân loại chúng ta đang sống là tầng thứ 13 của thế giới Liên Hoa Tạng. Bên ngoài thế giới Liên Hoa Tràng có 7 lớp núi vàng bao bọc.
Bên ngoài bảy lớp núi vàng lại có bảy lớp biển hương thủy, và bên ngoài bảy biển hương thủy là núi Thiết Vi. Núi Thiết Vi này là một ngọn núi do chất sắt tích tụ thành, trong núi có vô lượng quỷ vương và Diêm La Vương. Các vị vua Diêm La cũng tự xưng mình là thiên tử, con của trời giống như Chúa Giêsu vậy, và luôn cả các vị hoàng đế ở nhân gian cũng tự xưng mình là thiên tử, đều là con cái của trời cả. Thế thì vị nào là lớn, vị nào là nhỏ? Chẳng có vị nào lớn cũng chẳng có vị nào nhỏ cả, họ gọi ai là thiên tử? Vua Diêm La được Đức Phật thừa nhận là thiên tử. Diêm La và hoàng đế cũng được Phật thừa nhận có thể được gọi là thiên tử, duy chỉ có Chúa Giêsu là tự đặt quốc hiệu, tự phong cho mình làm con của trời mà thôi. Tôi cũng có thể tự xưng mình là thiên tử mà chẳng sợ bị ai phản đối, nhưng tôi lại chẳng thích làm thiên tử chút nào cả, bởi đó là chuyện không đáng. Thế thì tại sao vua Diêm La lại thích cái danh xưng không đáng này? Bởi vì vua Diêm La là kẻ có trách nhiệm quản lý công việc đó. Theo quan điểm của Phật giáo, người xuất gia sau khi thọ giới tỳ kheo là trở thành một vị sư phụ của nhân thiên, là bậc thầy của cõi trời và cõi người. Như thế, bậc tỳ kheo chẳng những có thể làm thiên tử mà còn có thể làm ông sư phụ của thiên tử nữa. Cho nên tôi mới nói cái danh xưng thiên tử đối với tôi là không đáng. Đồng lên cùng trời đao lợi đến chỗ của Đức Phật. Nhân dịp Đức Phật đến đao lợi thiên cùng thuyết pháp cho Phật mẫu, các Diêm La Vương cùng các quỷ vương cũng tới đó để nghe Phật giảng kinh thuyết pháp. Một đó là quỷ vương ác độc, chúa loài quỷ ác độc. Trong số các quỷ vương cùng đến cùng trời đao lợi có một vị tên là quỷ vương ác độc, và đây là vị quỷ vương xấu xa nhất. Làm sao biết được vị quỷ vương này là xấu xa nhất? Vì ông ta rất ác độc tức là xấu xa đến cực điểm, vừa ác lại vừa độc. Quỷ vương ác độc, hễ trông thấy bất cứ chúng sinh nào là chỉ muốn há miệng ra, nuốt chửng chúng sanh đó vào bụng ngay. Quý vị thấy vị quỷ vương này có lợi hại hay không? Lòng dạ thì ác, miệng thì độc nữa. Vậy sự ác độc ấy biểu thị cái gì? Sự ác độc của quỷ vương ác độc không phải để đối phó với người hiền lành, lương thiện, mà là để đối phó với kẻ xấu xa, độc ác. Người ác thì lòng dạ hung dữ, miệng lưỡi hiểm độc. Do đó, để đối phó với họ, thì chúng ta chỉ còn cách lấy độc trị độc, tức là dùng cái ác để chế ngự cái ác mà thôi. Quý vị tàn ác, thì vị quỷ vương này sẽ tàn ác hơn quý vị. Quý vị hiểm độc, thì ông ta càng hiểm độc hơn cả quý vị nữa. Tuy nhiên, quý vị chớ vội lầm tưởng rằng quỷ vương ác độc là một kẻ ác độc mà sanh lòng khiếp sợ. Quý vị đừng sợ vị chúa quỷ này, chỉ cần quý vị thành tâm niệm Phật thì ông ấy sẽ cung kính lễ bái quý vị. Còn nếu quý vị không niệm Phật thì tâm sân hận của ông ta sẽ bộc phát. Quý vị niệm Phật thì ông ta sẽ không hung ác, quý vị tụng kinh thì ông ta lập tức hướng thiện. Do đó, chúng ta không nên sợ vị quỷ vương này. Quý vị chỉ cần tinh tấn niệm Phật, chí thành tụng kinh, phát tâm Bồ Đề, thì quỷ vương dù ác đến đâu cũng không còn ác nữa, dù độc cách mấy cũng không chẳng thể độc nữa, mà sẽ trở thành một vị hộ pháp đắc lực. Vì sao? Bởi quỷ vương ác độc vốn là ngoài hiện tướng quỷ vương ác độc trong giữ lòng Bồ Tát Từ Bi, ngoại hiện ác độc quỷ vương tướng nội tồn Bồ Tát Từ Bi tâm. Trong thâm tâm, quỷ vương ác độc muốn dùng phương pháp ác độc để độ chúng sanh, nếu không thì làm sao quỷ vương lại có thể đi chung với thiên tử Diêm La được? Thiên tử Diêm La cũng làm cùng một công việc như quỷ vương ác độc vậy, tuy mang danh là quỷ vương ác độc, song thực chất thì vị quỷ vương này không ác độc chút nào cả. Quỷ vương ác độc rất kính trọng những người tin theo Phật, vì vậy quý vị đừng khiếp sợ ông ấy, đặc biệt là nếu khi gặp ông ấy, quý vị Phật tử kể tên tôi ra và nói rằng tôi là sư phụ của quý vị, thì quỷ vương ác độc nhất định sẽ nể mặt quý vị. Tại sao ư? Vì tôi và ông ấy đã ký điều ước thỏa thuận với nhau. Tôi căn dặn ông ấy rằng bất cứ đệ tử nào của tôi đến chỗ ông, chỉ cần họ nhắc đến tên tôi thì xin ông hãy trút tất cả tội lỗi của họ sang cho tôi. Do đó, chỉ cần quý vị nhắc tới tên tôi bảo đảm rằng ông ta sẽ không tỏ ra ác độc với quý vị. Hai, quỷ vương đã ác, chúa loài quỷ nhiều hung ác. Quỷ vương ác độc tuy là ác độc nhưng cái ác của ông ta còn chưa nhiều, cái độc của ông ta cũng chưa sâu lắm.
Bởi quỷ vương đa ác mới đúng là tà ác đa đoan, luôn luôn bận rộn làm nhiều việc tàn ác. Đây là vị quỷ vương chuyên môn đối phó với những chúng sanh quen thói ác, làm nhiều điều ác. Tôi tin rằng mọi người hiện diện ở đây đều bỏ ác làm lành hết rồi, không đến nỗi hung dữ độc ác lắm. Quỷ vương đa ác truyền trừng trị hạng người nào? Đó là những kẻ phạm các tội tày trời như giết cha giết mẹ, giết A-la-hán, phá sự hòa hợp của tăng đoàn hoặc làm thần Phật chảy máu. Bà quỷ vương đại tranh, chúa là quỷ ưa tranh cãi. Đây là vị quỷ vương luôn luôn thích biện luận. Chuyện không có lý, ông ta vẫn có thể biện giải, lập luận, nghe rất hữu lý. Quỷ vương đại tranh chuyên đối phó với những kẻ ưa biện luận, thích tranh cãi. Những kẻ tuy làm chuyện không hợp đạo lý, mà cứ nằng nặc nói là có đạo lý, rõ ràng là phá giới, song song lại khăng nói là mình không phạm giới, tự nói dối để lừa gạt chính mình. Cho nên quý vị cần phải cẩn thận, hãy nhớ là đừng đi gặp quỷ vương đại tranh, bởi hễ gặp quỷ vương này thì có lý cũng thành vô lý, vì về mặt tranh luận thì ông ấy là hơn ai hết. 4. Quỷ vương Bạch Hổ, chúa loài quỷ cọp trắng. Vị quỷ vương này tuy thân mình là quỷ nhưng lại có đầu là đầu cọp trắng. Quỷ vương Huyết Hổ, chúa loài quỷ cọp huyết. Vị quỷ vương này có đầu cọp máu me đầm đìa. 6. Quỷ vương Xích Hổ, chúa loài quỷ cọp đỏ. Toàn thân của vị quỷ vương này đều màu đỏ và đầu là đầu cọp. Thế thì những quỷ vương này, quỷ vương Bạch Hổ, quỷ vương Huyết Hổ, quỷ vương Xích Hổ vì sao lại mang đầu cọp? Vì họ muốn dùng vẻ hung ác dữ dằn để khiến cho những người phạm tội ngũ nghịch thập ác giác trông thấy đều phải khiếp vía sợ sệt. 7. Quỷ vương Tán Ương, chúa loài quỷ gieo rắc tai ương. Ương là tai họa, rủi ro, những việc không may mắn. Vì quỷ vương này mang những sự không tốt lành, không biết tường giáng xuống thân người tội, những tai bay vạ gió, cướp bóc, hỏa hoạn xảy ra đều là có nhân quả cả. Bất luận sự việc gì cũng đều có nhân quả của nó, gieo nhân nào thì gặt quả nấy. 8. Quỷ vương Phi Thân, chúa loài quỷ biết bay. Đây là vị quỷ vương có khả năng phi thân, có thể bay đến bất cứ nơi nào mình muốn mà không phải mua vé máy bay, cũng chẳng cần dùng tới hỏa tiễn. Vị quỷ vương này phi thân còn nhanh hơn cả hỏa tiễn, cho nên ai muốn học phép phi thân thì hãy tìm tới quỷ vương phi thân để thọ giáo, bởi ông ta rất có bản lãnh về mặt này. 9. Quỷ vương Điện Quang, chúa loài quỷ điện chớp. Vị quỷ vương này có mắt sáng loang loáng như ánh điện chớp. 10. Quỷ vương Lang Nha, chúa loài quỷ răng nanh. Vị quỷ vương này có răng mọc chìa ra ngoài miệng rất đáng sợ và lợi hại như răng chó sói vậy. 11. Quỷ vương Thiên Nhãn, chúa loài quỷ ngàn mắt. Đây là vị quỷ vương có 1.000 con mắt. Tuy nhiên, 1.000 con mắt của quỷ vương này thì không nằm trong 1.000 bàn tay như của Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát, cũng như một loài quỷ toàn thân mọc ra tua tủa rất nhiều sừng giống như sừng trâu vậy. Và trên mỗi cái sừng bén nhọn ấy đều có 1 con mắt. Thế thì những con mắt của quỷ vương Thiên Nhãn nằm ở vị trí nào? Mỗi con mắt của quỷ vương nằm trong một hốc xương, ngay chỗ xương lõm vào và hoàn toàn không có thịt, cho nên toàn thân quỷ vương là những con mắt lọt thỏm vào trong, khiến quý vị thoáng nhìn thấy thì chớp sáng nhấp nháy như ánh đèn pin vậy. 12. Quỷ vương Đạm Thú, chúa loài quỷ ăn thịt thú vật. Vị quỷ vương này chuyên môn ăn gì? Chuyên môn ăn thịt thú vật. Ăn thịt của loại thú vật nào? Loài thú nào hung dữ lợi hại như loài cọp chẳng hạn, thì quỷ vương Đạm Thú ăn thịt của loài thú đó. 13. Quỷ vương Phụ Thạch, chúa loài quỷ vác đá. Vị quỷ vương này phô trương sức mạnh của mình bằng cách vác trên lưng một tảng đá lớn nặng tới mấy vạn cân anh, và khi thấy tội nhân đến thì liền đem tảng đá này đè lên mình tội nhân, khiến toàn thân người tội bị dẹp lép như cái bánh chiên. 14. Quỷ vương Chủ Hao, chúa quỷ chủ về tin xấu.
Hào nghĩa là hao tán, hao tổn, ách hao là tin buồn, tin xấu. Quỷ vương chủ hao chỉ đưa toàn những tin không tốt tới cho quý vị. Ví dụ trong lúc quý vị ngủ, quý vị có thể báo mộng hỏi rằng quý vị có biết ngày mai mình sẽ chết hay không, và cho biết quý vị chỉ còn sống ngày hôm nay nữa mà thôi. Quỷ vương chủ hao chuyển mang đến cho quý vị những tin xấu, khiến quý vị gặp ác mộng, chiêm bao thấy những điều không tốt ấy. 15. Quỷ vương chủ họa, chúa quỷ chủ vẻ tai họa. Vị quỷ vương này chẳng những chuyên đưa tin xấu mà còn mang lại cho quý vị những tai họa rủi ro như bị xe đụng, đắm thuyền hoặc rớt máy bay. 16. Quỷ vương chủ thực, chúa quỷ chủ vẻ ăn uống. Mỗi ngày quý vị ăn những thức ăn gì đều có sự quy định trước cả. Những điều mà trước kia tôi đã giảng liên quan đến vị chủ thực đều là có thật. Hôm nay chúng ta sẽ được ăn món gì, dùng những thức gì để nấu, rồi ngày mai đáng lẽ phải ăn món gì, thức gì. Tất cả đều được quy định trong sự âm thầm lặng lẽ, đều có sự phân phối sắp đặt cho quý vị. 17. Quỷ vương chủ tài, chúa quỷ chủ về tài lộc. Như hôm nay có người đến cúng dường cho tôi, và đó là quỷ vương chủ tài đã âm thầm mách bảo người ấy. Những điều này đều có liên quan với nhau. Thật đấy, điều này không mảy may sai trái. Những việc ở thế gian chẳng có việc gì có quả mà không có nhân. Do đó, hiện nay quý vị làm đệ tử của tôi cũng là do trước kia đã trồng cá nhân này, chứ